Sáng 2 tháng 11, lãnh đạo huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghi chồng đổ xăng vào người vợ rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng. Trước đó, vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 1 tháng 11 năm 2023, Công an xã Tân Lập, huyện Tân Biên nhận tin báo của người dân về việc anh N, sinh năm 1972, ngụ ấp Tân Tiến, đi nhậu về nhà thì xảy ra cự cãi với vợ là chị TH, sinh năm 1976. Theo đó, anh N dùng xăng đổ vào người vợ rồi châm lửa đốt, làm nạn nhân bị bỏng nặng. Chị H được người nhà đưa đến bệnh viện Tân Biên cấp cứu, nhưng do vết bỏng trên diện rộng nên được đưa lên bệnh viện tỉnh Tây Ninh tiếp tục cấp cứu. Sáng 2 tháng 11, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình triển khai củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Đau đáu về những khó khăn bất cập của bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nêu thực tế việc chấm dứt xây mới bệnh viện tại khu 6A vượt thẩm quyền của sở và bệnh viện. Chỉ có Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mới quyết định được việc này, trong khi việc xây mới bệnh viện là nhu cầu khẩn thiết vì bệnh viện đang có nguy cơ mất an toàn cao, cần giải pháp khẩn thiết để sớm chấm dứt tình trạng này. Chia sẻ khó khăn mà bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh gặp phải trong nhiều năm qua, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho rằng việc đầu tư xây mới bệnh viện quá chậm dẫn đến việc bác sĩ quá tải, người bệnh khổ cực, do đó cần có phương án phù hợp và đẩy nhanh tiến độ xây mới bệnh viện này. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với bệnh viện, nghiên cứu kỹ đề xuất xây dựng mới bệnh viện tại vị trí hiện hữu hay một vị trí khác, làm sao phải phù hợp với quy mô, tầm vóc của một bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối. Sau khi tăng gần 16 điểm trong phiên sáng, trong phiên giao dịch chiều 2 tháng 11, số lượng cổ phiếu chuyển từ sắc xanh tăng sang tím tăng trần, ngày càng nhiều ở khắp các nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, sản xuất. Cụ thể, nhóm chứng khoán có VIX, VCI, VND, FTS, ORS, CTS, AGR, VDS tăng kịch biên độ. Các cổ phiếu khác cũng tăng mạnh như SSI tăng 6,45%, BSI tăng 6,76%. Nhóm cổ phiếu xây dựng bất động sản cũng có hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần như HTC, SSV, VCG, BDR, DIG, NVL, DSG, TCH, NLG, CTD, CII, SGR. Bộ ba nhà phiên trước cũng đã tăng khá mạnh với VIC tăng 2,6%, VRE tăng 2,42% và VHM tăng 3,9%. Cùng với đó, nhóm cổ phiếu sản xuất ghi nhận nhiều sắc tím, nhóm bán lẻ giao dịch tích cực, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng mạnh, giúp củng cố đà tăng cho thị trường. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index tăng 35,81 điểm, tương đương 3,44%, lên 1.045,47 điểm với 516 mã tăng, chỉ có 32 mã giảm và 26 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index cũng tăng 8,32 điểm, tương đương 3,97%, lên 217,97 điểm với 176 mã tăng, 39 mã giảm và 28 mã đứng giá. Thanh khoản cải thiện với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường gần 17.500 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên hai nhánh sông Phước Giang Bào Giang và Phước Giang La Hà, huyện Tư Nghĩa. Trong đợt mưa từ 15 đến 17 tháng 10, mặc dù lượng mưa không quá lớn so với những năm trước, nhưng tại các khu vực dân cư vùng ven nhánh sông Phước Giang La Hà và nhánh sông Phước Giang Bào Giang, nước sông dâng cao gây ngập úng bất thường, mức độ dâng nước nhanh và thời gian ngập sâu kéo dài hơn các đợt ngập trước do tắc nghẽn nghiêm trọng trên các nhánh sông, ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư, tuyến giao thông. Để ứng phó tình huống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu huyện Tư Nghĩa tổ chức thực hiện các biện pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy, giải tỏa các điểm tắc nghẽn trên các đoạn sông Phước Giang, Bào Giang và Phước Giang La Hà, tăng khả năng thoát lũ, tạm thời giảm ngập úng kéo dài. Ngày 2 tháng 11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý an toàn một quả bom nặng 337kg được phát hiện tại ấp Vĩnh Bảo, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành do người dân phát hiện trong lúc đánh bắt thủy sản gần bờ. Trước đó, ngày 10 tháng 10, trong lúc đánh bắt thủy sản trên sông Củ Chiên, một người dân địa phương đã phát hiện quả bom mang ký hiệu MK82 dài gần 2m, loại 750 bản, nặng tương đương 337,5kg. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh, quả bom do Mỹ sản xuất trong thời kỳ chiến tranh, tuy bị vùi lấp trong thời gian dài nhưng còn nguyên ngòi nổ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với lực lượng công binh quân khu 9 để thực hiện hủy nổ vào ngày 9 tháng 11 theo đúng quy định.
Sáng 2 tháng 11, trường Trung học cơ sở Đống Đa, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất hình thức xử lý học sinh liên quan vụ xô xát bị quay clip tung lên mạng xã hội vào ngày 29 tháng 10. Theo đó, nam sinh có hành vi bóp cổ đánh bạn sẽ tạm dừng đến trường trong 2 tuần, hạ mức đánh giá rèn luyện học kỳ 1 và tiếp tục theo dõi quá trình học tập để đánh giá sự tiến bộ trong học kỳ 2. Nam sinh bị bạn đánh cũng có lỗi nên bị hạ mức đánh giá rèn luyện trong tháng. Riêng đối với học sinh quay clip sẽ bị tạm dừng việc học một tuần, hạ đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 xuống loại trung bình. Bên cạnh đó, 4 học sinh xin đạt clip bị tạm dừng việc học một tuần và hạ đánh giá hạnh kiểm một bậc trong học kỳ 1. Còn 3 học sinh đứng xem xô xát sẽ hạ một bậc đánh giá rèn luyện trong tháng. Trước đó, ngày 29 tháng 10, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc đồng phục thể dục trường Trung học cơ sở Đống Đa có hành vi bóp cổ đánh tới tấp vào đầu bạn và chửi thề trong lớp học. Nam sinh bị đánh chỉ cố gắng ôm đầu không thể phản kháng.